một con đường rất là mới luôn. Cái đường này mà tập lái xe thì thôi rồi các bạn. Đấy, xung quanh là cao su, mà cao su bạt ngàn như thế này mà chúng ta sẽ có một con đường chạy băng qua rừng cao su các bạn nhé. Băng qua rừng cao su này. Đấy. Và em sẽ trích xuất cho các bạn một số cái đoạn video mà khi đi qua rừng cao su cực kỳ đẹp luôn. Rất là mát mẻ luôn nhé. Kiểu gì kiểu chúng ta sống ở những cái khu mà nhiều cây như này, chúng ta rất là dễ chịu luôn. Tự nhiên từ thành phố về mà về đến vùng quê á, vùng xa thành phố một chút xíu, cảm giác ngồi trong xe nó cũng thấy dễ chịu hơn là chúng ta ngồi ở thành phố. Tại vì không khí thì nói chung là nó cũng phải tuần hoàn ở bên ngoài, nó lấy gió vào thôi, rất là ngột ngạt luôn. Đợt Tết về quê thấy người nó khỏe hẳn lên, tăng mấy ký các bác ạ. Đấy, mà hôm nay làm việc hơn một tuần nữa thì mình lại tiếp tục đi sửa máy, những cái nơi như thế này, đặc biệt là về miền Tây các bác nhé, đặc biệt là về miền Tây hoặc là miền Đông. Miền Đông cũng được, em thích đi những cái nơi mà nó có rừng rú nhiều cây hơn, cảm giác thấy là nó rất là dễ chịu, thoải mái. Đấy, lâu lâu được cái đi chuyến công tác này rất là thú vị luôn. Đấy, khổ như năm trước thì em được đi rất là nhiều luôn, nhưng mà bữa nay lại không được đi. Kiểu là mấy anh em chuyển mấy anh em làm phòng dịch vụ ấy thì thường xuyên là đi công tác. Đi công tác nó có cái thú vui của đi công tác các bác nhé, biết đây biết đó. Tại vì khi mình đi nhiều á, mình đi nhiều là mình cũng tham quan được, rồi mình cũng sẽ thấy được nhiều cái nét ở các cái vùng miền khác nhau, rất là hay luôn. Nhưng mà trước khi mà cách đây khoảng tầm hơn 5 năm về trước ấy thì thường xuyên đều lúc nào đi công tác các bạn, đặc biệt là thậm chí là còn ở tận các cái xã phường luôn, tận các xã phường ở các cái tỉnh, đặc biệt là Bến Tre này, Bến Tre rồi chúng ta đi đến Trà Vinh này, rồi dưới Vũng Tàu, ta đi đâu nữa, Đắk Lắc, nói chung rất nhiều nơi, khu vực miền Tây, Cần Thơ, Kiên Giang, rồi Phú Quốc, rất nhiều nơi. Đấy, đi đi một cái buổi công tác này là muốn chia sẻ với mọi người, với lại tất cả mọi người cùng cái quang cảnh mấy phát điện, đi sửa về phát điện thì nó như nào. Sửa thì ít nhưng mà ngồi xe thì nhiều quá. Đấy, một đường đẹp luôn, không biết là đường gì luôn. Đường này cũng đi mới, xe này còn chưa có cái giải phân cách cũng chưa xong, chưa kẻ đường luôn. Đấy, vừa nói xe tập lái này các bạn này, có xe tập lái luôn. Xe tập lái chạy băng băng như được luôn. Thế chia sẻ cái vị trí đây, anh em nào muốn tập lái chạy lên tập lái, nhưng mà hình như có đèn giao thông chuẩn bị chạy hay sao. Ở nhập sâu vùng xa, vùng đây vùng sâu vùng xa nhé, vùng ở phía trên có rất nhiều xe tập lái luôn, lại có tải luôn. Ở những cái vùng nơi mà như thế này thì chủ yếu là mấy em cung cấp máy phát điện để cho phục vụ chăn nuôi, nhé. Cũng có một số vài công trình, ví dụ như cái đường này trước khi mà nó hoàn thiện như này thì bắt buộc nó phải có điện để xài. Thế thì những cái máy mà nó ở những cái vị trí như thế này á thì thông thường là nó sử dụng với tần suất rất là cao. Chính vì thế mà bọn em cũng phải thường xuyên phải đi lên để bảo trì bảo dưỡng máy cũng như cung cấp lắp đặt máy. Đây là một trong những cung đường cũng ma luôn, cái trồng hoa đèn năng lượng, không biết phải đèn năng lượng không, không phải đèn năng lượng các bạn, đây chạy đèn bình thường. Ở trong miền Nam này có một cái lợi thế là chúng ta sử dụng nắng rất nhiều, chính vì thế khi những cái đèn công cộng thì mình có thể sử dụng điện năng lượng mặt trời. Nhưng mà em nghĩ không biết là cái tính cái phần chi phí ra so với lại cả chạy cái phần điện của nhà nước, điện lưới như này với điện năng lượng mặt trời thì cái nào hiệu quả hơn. Nhưng mà em thấy đoán ấy, thì điện thì không có dùng điện mặt trời ấy, thì nó có thể sạc pin để buổi tối chạy. Nhưng gặp một cái vấn đề đó chính là cái quá trình mà lưu trữ pin ấy, cái khấu hao của pin em nghĩ là nó cũng nhanh đấy, chính vì thế mà có thể là chưa chắc là nó đã kinh tế hơn nhé. Chúng ta có thể là làm như thế để gọi là bảo vệ môi trường, nhưng mà cũng không biết là có bảo vệ môi trường được hay không. Tại mình có một cái điểm như thế này, chúng ta tính là nếu mà cái chất thải từ các cái khí thải này hoặc là từ nhiệt điện, từ nói chung là các khí từ sản xuất điện ra sinh ra ảnh hưởng đến môi trường, với là một cái thành phần đó chính là cái pin. Khi mà nó hư hỏng thì chúng ta thải ra ngoài thị trường, thải ra ngoài môi trường, chúng ta xử lý nó cách nào? Thì một cái là hư là nó ô nhiễm trực tiếp trên khí quyển, trên không khí, còn một cái thì chúng ta sẽ phải xử lý nó ở phần thể rắn. Đấy,
thì mình cũng chưa biết, thì chưa tính toán các nhà gọi là môi trường thì họ tính toán cái phần này. Em cũng không rõ. Đấy. Ui dồi ôi. Chính các bác nhá, là có một cái nhà cực đẹp luôn. Đấy, ôi để xe nhà đỏ đâu? Rẽ phải à? Ôi rẽ phải. Ôi có cái nhà trên cực đẹp luôn các bác này. Ôi ở đây mà có tiền mà xây nhà thì ở cực sướng luôn. Vừa mát vừa rộng. Chỉ có cái là phải có tiền. Trên này thế mà đi vào đây rất nhiều nhà đẹp luôn. Nhà mới xây cực đẹp luôn. Điểm đến nhà chắc là ôi rồi đã điểm đến đúng cái nhà to như này luôn. À các bác nhìn này, điểm đến là nơi các bác gửi định vị cho rồi. Thế mà đây điểm đến là không biết cái nhà nào luôn đây. Nhà rất to luôn. À, khả năng cái nhà này không chắc được đâu. Ok và bây giờ kết thúc cái video này. Vừa rồi chia sẻ cái hành trình mà đi sửa máy ở trên một cái cung đường ở trên bến cát Bình Dương. Và bây giờ em sẽ đi vào của bác chủ để chúng ta xem là cái máy phát điện nó như thế nào nhá. Và hẹn gặp lại mọi người ở cái video tới xem cái máy phát điện ngày hôm nay ấy, thì là nó có cái điều gì đặc biệt mà em phải lên trên này nhá.